Hello, xin chào cả nhà. Em mới đi tập thể dục về, tự nhiên khan tiếng, chết chưa? Đang làm nước mắm. Em quay cho cả nhà coi. Em đang làm tập tối cả nhà. Một mình á cả nhà, vừa làm vừa quay hơi khó, mong cả nhà thông cảm nha. Cái loại kênh của em thì vừa bán hàng vừa quay cuộc sống gia đình của hai mẹ con Lily nha. Mình chia sẻ cuộc sống mỗi ngày của mình cho cả nhà. Anh để 30 tháng 4 em thấy Việt Nam nóng quá, không biết cả nhà có đi đâu chơi không. Hôm nay Việt Nam nóng tới 100 mấy độ lần cả nhà. Cả nhà nên uống nước đầy đủ, ăn rau cải vô. Quan trọng là nước. Đi làm nước mắm để lát ăn gỏi cuốn. Rồi làm sẵn vậy, mình có cái mình ăn mình khỏi làm mất công. Rồi đi làm cũng không có làm cay lắm, làm cay sợ con trai ăn không được cái cay mà nhỏ nhỏ thì con ăn được, cay bự quá con ăn không được. Là nước mắm xong rồi cả nhà. Mình quay cho cả nhà coi. Giờ để cái này cắt nha cả nhà. Rồi xong đi ướp gà cho. Hôm qua đây thì có đi chợ mua thịt gà đó. Giờ rửa ớt tới chiều nấu cho cơm cho con trai. Cuối tuần đi làm cả nhà. Mình có 2 miếng. Vậy ít mua, ít đi mua đồ đông lạnh nhiều lắm. Từ khi nấu cái mình mua xả mua chứ để đồ đông lạnh không ngon, lâu quá không ngon cả nhà. Ăn nhiều mua nhiều. Giờ em ớt rồi chiều em nấu rồi nó thấm. Nó đông không? Bỏ da không? Da nhiều không? Không sạch. Ở chỗ này sao nó làm da không sạch sao? Hôm nay trời nè, trời đẹp lắm cả nhà. Bên em thì lâu quá cũng không thấy mưa, mùa này trời nắng quá.
Em đi tập thể dục về nha, cả nhà thông cảm luôn. Đâu em đi tập thể dục mới về hồi sáng, về vô bếp luôn, đầu khổ ghê quá. Cao tỏi á, sắp đang Lily đang đợi cao tỏi về nha cả nhà. Cao tỏi về là Lily sẽ trả đơn cho cả nhà nha. Cả nhà thông cảm, tại từ ở Việt Nam gửi qua nó hơi lâu một chút á. Có là em gửi ra liền cho cả nhà nha. Bây giờ em chỉ có dầu sao bớt của chú Tám thôi à. Cao tỏi em chưa có, có là em gửi ra liền. Tại bên Việt Nam gửi qua nó hơi đi lâu một chút, mong cả nhà thông cảm nha. Còn ai mà muốn mua cao tỏi hay là so bóp ở Việt Nam, ông xã nó liền có bán. Còn mấy chị hay là ông bà cô chú muốn mua mà trả tiền ở Mỹ cũng được luôn nha. Rồi ông xã nó liền sẽ ở bên Việt Nam sẽ gửi cho ra cho cả nhà nha. Ở Việt Nam thì cao tỏi 500.000 một hộp, dầu so bóp thì 150.000 một chai. Ở Mỹ cao tỏi thì 40 đồng một hộp, mua 5 tặng 1, so bóp thì 15 đồng một chai nha cả nhà. Bữa giờ mấy chị có đặt cao tỏi á, em chưa có hàng. Bây giờ hy vọng bây giờ tới cuối tuần này thì nhận được nha. Chị Lily sẽ gửi ra cho cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Đang rửa gà cho nó sạch, em sẽ ớt cho con trai em chiều em nấu cơm cho con trai em ăn. Gà nhiều quá chắc bỏ bớt gà, gà không được sạch cắt bớt, cắt bỏ bớt cái gà. Bữa mẹ chồng Lily nấu mắm kho cả nhà ăn rất là ngon. Để Lily về giờ nào đi chợ cuối tuần mà rảnh đi đi chợ đó, về nấu thử cái món đó. Nhưng mà ở Mỹ nó rau không đầy đủ bằng ở Việt Nam này cả nhà. Ở Mỹ mình rau không có đầy đủ bằng ở Việt Nam, nấu món đó là phải có rau. Mình thấy nhiều loại rau khác nhau lắm. Ở Mỹ thì không bằng. Ở Việt Nam thì có nhiều loại rau hơn. Ăn mấy cái loại mắm hay là mắm kho á, Việt Nam rau nhiều hơn, nó ngon hơn. Nhưng kệ á, Mỹ mình có gì mình ăn cái đó cũng phải chịu thôi. Dạ, nó không được ngon. Gà được mỡ á, cắt mấy cái mỡ bỏ bớt. Hôm qua mình đi chợ Mễ gần nhà, chúng tôi đi qua mà đi chợ Mễ gần nhà em. Nó có mấy cái miếng gì tiền á, có mấy treo vào trong trong ta đó giờ chưa thấy này.
Đang rửa là tắt cái rồi rửa sạch cái nha. Giờ mình sẽ cắt nó ớt nữa. Miếng này hơi bự. Sắc rau rắc mình ướp cả nhà cho nó thấm vô. Nhỏ Quỳnh con gái của Lê Lì cũng thích ăn gà lắm đó nha. Con trai Lê Lì cũng thích ăn gà. Mốt mà có qua cho hai anh em ăn gà hợp nhau. Em ướp xong rồi cái cho nó thấm. Chết rồi. Nhiều quá. Quên cái chai nước tương này nó không có cái gì ta, nó không có cái nắp ở trong. Chết rồi. Hy vọng nó không có mặn. Em sẽ cho tí xíu đường vô nha cả nhà. Và tiêu. Bỏ miếng ớt vô, ớt bột vô. Mở đây có tỏi không? Cho miếng ớt tỏi bột. Mình xong cái này sẽ bỏ vô tủ lạnh cả nha. Và chiều rồi xong rồi cái đem ra bỏ vô cái air fry. Bỏ vô cái air fry chiên luôn. Để xíu luôn. Rồi xong. Em ướp xong rồi cả nhà. Em có bỏ miếng hành. Bữa em về Việt Nam em mua hành phi mà loại mà người ta mới sấy khô thôi cả nhà, chứ chưa có là hành giống hành phi. Nhưng mà đem qua đây mỗi lần mình ướp cái gì mình bỏ vô rất là thơm nha cả nhà. Em mua cái hành đó với loại tỏi phi, tỏi phơi khô á, mình mà mỗi lần mình nêm nếm cái gì mình bỏ vô. Chứ mình nhiều lúc mình mua mà ở Mỹ nó cũng có tươi nữa, nhưng mà Lily không có nấu được ăn mỗi ngày, em mua cái đó tới khi mình xài nó hư hết uổng. Bây giờ em sẽ đậy lại chắc chiều nấu cho con trai. Để đây em sẽ đi dọn dẹp rửa chén nha. Hôm bữa giờ bận quá cả nhà, chưa có tính cái nồi cá kho của ông xã Lê Lì. Hôm nay Lê Lì mới lấy ra, nhưng mà hình như bữa ông xã Lê Lì kho chưa có đặt lắm. Lê Lì sẽ kho lợi cho nó đặt cho cả nhà. Bây giờ em sẽ lấy bỏ vô cái nồi, em sẽ kho cho lợi. Bữa mẹ Lê Lì làm cái cách này cũng hay. Cá thì mình sắp xuống nồi hết cả nhà, còn mấy cái nước cá mình để trong bịch đó, giờ nó đặt lại, tức là cả nhà đem về Mỹ không có sợ nó bị đổ ra ngoài. Hay hôm bữa có cái chị kia, chị cũng là khách mua hàng của bên Lê Lì, chị ở thăm bà, chị nói mai mốt mình có kho cá đó. Mình vừa kho vừa chín tới thôi, đừng có kho lâu quá. Rồi sao mình đem về Mỹ mình kho trở lại rất ngon. Chứ mình kho ở Việt Nam mình kho chín quá đó. Cái về Mỹ mình
mình hâm lên hay mình kho trở lại nó sẽ mềm đi. Thì nó kho vừa chín là tắt liền, đem về Mỹ mình kho trở lại. Thì Lily bây giờ lấy ra mà nó bị dính rồi, giờ phải lấy từ từ thôi nó bể. Xong Lily sẽ kho cho nó cái nước nó đặc lợi nha cả nhà. Bữa cái nắp này nè, Lily không biết nó không có gài được. Xong bữa mình đậy hoài không có, nó không có dính cả nhà. Bữa nghe mẹ có Lily nói thì mới biết, thật ra không biết nó bị bệ, nó bị hư cái đó cái gì á. Hèn chi mà nó sao đóng hoài nó không có dính. Bữa mẹ Lily nói trong coi trong cái video bên Việt Nam, bên kênh nông dân Phá Mali của ông xã Lily, Lily mới biết là cái đó nó bị hư, chứ thật ra Lily cũng không biết nữa nha cả nhà. Để mình không có bữa đó, mẹ của Lily bỏ đồ cá vô hộp cho mình đó, nên mình không có biết. Thì lúc mà bỏ xong mà lấy băng keo quấn lại thì nó dính rồi. Còn bữa mình nói ủa sao về đây mình đậy hoài nó không dính, không biết tại sao. Mà bữa sau coi cái video của ông xã Lily, Lily mới biết là ồ cái nắp này nó không có dính, nó bị ba cái nắp cao su thì lâu ngày nó cũng bị cả nhà, nên không sao hết. Bây giờ mình nó bị cục cục nè, Lily sẽ lấy ra Lily kho cho nó đặc lợi, rồi xong Lily sẽ chia từ hũ nhỏ nha cả nhà. Chứ bữa giờ em cũng chưa có đụng tới cái nồi cá này nữa, bây giờ hôm nay em rảnh em mới làm. Mấy ngày nay em ngủ ly bì. Cái đoạn video của Lily với ông xã Lily á, không có đi đâu chơi nhiều, ăn uống cũng không có như mấy cái kênh bự, mong cả nhà thông cảm, quay cuộc sống gia đình để lên đây thôi. Nên mấy chị coi thông cảm giùm em nha, đừng có la em tội nghiệp em. Bây giờ Lily sẽ hâm. Em hâm cho nó. Em hâm cho nó sệt cái nước lại cả nhà. Cái video này chắc em đứng trong nhà bếp nguyên ngày. Đứng trong đây nguyên ngày. Chỉ quay cảnh này cho cả nhà, nói chuyện tâm sự với cả nhà thôi nha. Rồi mới coi cho nó sệt lại rồi cả nhà.